Xin chào tất cả quý bác tài Rất vui được gặp lại các quý bác tài trong cái video tiếp theo của tôi ngày hôm nay Thì tôi là Đức Minh đến từ showroom ô Tây Đô Thì ngày hôm nay thì tiếp tục tôi làm ra một cái video về chiếc xe gắt của Nga phiên bản 20 chỗ này Đây là chiếc xe gắt của Nga phiên bản 20 chỗ đời 2021 Thì hiện tại thì trên thị trường về cái đời 2020 bây giờ đây hiện tại đang hết hàng rồi Đó, thì bên Tây Đô chúng tôi luôn luôn sẵn một số những cái dòng xe về cái đời 2021 này nữa thôi Đó thì hiện tại thì cái phiên bản GAT 17 cũng đang rất là ít trên thị trường Và hiện tại thì cái phiên bản GAT 20 chỗ phiên bản đời 2020 như là gần như là không còn trên tất cả các đại lý Đó thì ngày hôm nay thì đây là một chiếc xe GAT phiên bản 2021 đó đời 2021 nha các quý bác tài Thì chiếc xe này được hoàn thiện xong Và với một cái thiết kế cực kỳ đơn giản thôi Chúng ta sẽ có một sống là chúng ta sẽ có một chiếc cốp Và cái hệ thống bật ngả đây được công ty tôi hỗ trợ Và ngoài ra thì trên chiếc xe này đã hoàn thiện xong và đã ra biển Thì trong video tới thì tôi sẽ lắp biển cái chiếc xe này Đó thì à, đây thì tiện đây thì tôi vừa đi đánh bóng tẩy keo nano lại chiếc xe này Thì tôi sẽ quay một cái video chi tiết cho các quý bác tài Điết Thì chúng ta có thể tham khảo là với một chiếc xe mà cái xe trước của tôi đấy thì tôi đã độ lên rồi thì nó đã rất là đẹp rồi đó thì trong cái video lần này thì tôi chỉ quay một chiếc video nguyên bản bởi vì là anh khách này của tôi là anh khách này là anh ấy là muốn là nguyên bản xe thôi anh chưa có nhu cầu để độ lên và cái ý kiến của anh ấy là anh muốn sử dụng hết tất cả các cái anh muốn sử dụng là anh ấy sử dụng hết tất cả các loại da này trên này đi. Anh sử dụng một vài năm sau đó nếu mà những chiếc da này nó sẽ hỏng đi thì anh bắt đầu anh mới độ ghế vào, anh mới thay lại thì đây tôi nghĩ là một cái sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý. Đó và trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 đã bình ổn rất nhiều rồi. Bây giờ các cái hoạt động du lịch cũng như là các cái hoạt động thương mại đã được thúc đẩy cũng như là phát triển một cách cực kỳ là tuyệt vời. Thì à, những cái dòng xe 20 chỗ đang được rất là nhiều các quý bác tài chúng ta cân đối cũng như là chúng ta tham khảo rất là nhiều và để nên đây là một chiếc xe gas mà đã được uh, tất cả các bác tài chúng ta tham khảo rất là nhiều. Bởi vì nó vào nước ta từ năm 2018 nhưng mà đúng năm đó là một năm sau là cái tình hình dịch bệnh COVID-19 nó bùng nổ ra, thế nên là cái sự phát triển của cái dòng xe gas này nó bị chậm lại rất là nhiều. Đó và trong năm 2022 trở đây thì là du lịch đã phát triển trở lại, thế nên là trước dòng xe gát này tôi nghĩ là trong một vài năm tới nữa thôi nó sẽ là dòng xe đang chiếm lĩnh cái thị trường hiện tại của Việt Nam. Đó và hiện tại đã có cái cơ sở lắp ráp tại thành phố Đà Nẵng Nó sẽ cho ra một cái phiên bản lắp ráp đời 2022 Thế nên là cái ninh phụ kiện cũng như là các cái phụ tùng bảo dưỡng bảo hành Cũng như là thay thế của chiếc xe gas này thì luôn luôn là sẵn có Và nếu như các quý bác tài nào chúng ta ở các tỉnh thành nào mà chúng ta có nhu cầu Về các phụ kiện, về các cái đồ đạc thay thế trên chiếc xe gas này Thì hãy liên hệ với tôi theo cái số hotline mà tôi đặt trên góc màn hình đây Thì tôi sẽ à, bên bên công ty Tedo chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ tất cả các quý bác tài để chúng ta có thể đồ nghề thay thế làm sao một cách hợp lý nhất đó thì bây giờ thì tôi xin mời tất cả các quý bác tài chúng ta ra phần sau để xem chúng ta xem xem là đầu tiên là chiếc xe này chúng ta sẽ có làm một cái phần cốp đó thì nó chỉ là đơn giản là phần cốp thôi vì trong cái video trước của tôi thì chiếc cốp của chiếc xe đấy nó rất là rộng bởi vì là tôi đã hoán cải nó tôi đã chuyển đổi nó xuống 18 ghế và đã thêm vào đấy hai cái cóc làm sao để cho chúng ta đi phù hợp với cái đăng ký đăng kiểm để cho chúng ta có một cái cốp nó cực kỳ rộng rãi nhưng mà với cái phiên bản 20 chỗ này thì chúng ta sẽ có cái cốp như nào thì xin mời tất cả quý bác tài hãy theo dõi hết video của tôi để có một cái sự trải nghiệm tốt nhất nhé xin mời tất cả quý bác tài thì đây đây là phần phía đấy. sau thì tôi cho vừa cho đi tẩy keo đánh bóng về thì hiện tại chiếc xe này cũng rất là mới đó và hiện tại thì tất cả các đại lý khác trên toàn quốc thì đôi khi là các đại lý đó họ cũng chưa có một số cái chính sách hỗ trợ nhưng ở bên Tây đô chúng tôi đây thì à, tham khảo qua một chút về cái phần cốp thì chiếc cốp này đã được, được là làm bằng sắt này là sắt hộp hết tất cả các quý ốc tài nhé sắt hộp loại tốt đó và chúng tôi đã sử dụng gỗ ở đây nó là gỗ ép thôi gỗ công nghiệp gỗ ép thôi nhưng mà nó cho ra một cái chất lượng nó cực kỳ là tốt và để đề phòng chắc chắn hơn thì chúng tôi đã đi một số cái lớp keo keo piston ở đây nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ chống được nước các thứ đó các quý ốc tài nhé chúng tôi sẽ cẩn thận chúng tôi sẽ đi thêm một lớp keo nữa để đảm bảo một cách an toàn tuyệt đối nhưng không phải các đơn vị khác nếu mà họ có khó làm được như thế này thì đôi khi họ chỉ gắn ốc vào thôi đó nhưng mà bên tay chúng tôi chúng tôi sẽ đi một lớp keo nữa để cho làm sao cho cái chất lượng với cốp của cái bác tài chúng ta sử dụng một cách nó tốt nhất cũng như hệ thống sàn này khi chúng ta dịch chuyển ghế chúng tôi tháo ghế ra đó khi chúng tôi tháo những cái phần ghế ở hàng cuối này ra thì đương nhiên vào đó rồi công ty tay chúng tôi sẽ vẫn là thêm một số cái lớp keo piston thủy lực để chống vào cái các cái lỗ này nó rút làm sao khi mà chúng ta để cái hàng hóa ở đây nước đôi khi chúng nó chảy vào thì là cái nước thì là sẽ nước sẽ không chảy vào cái phần khung gầm này nó sẽ gây ảnh hưởng mối mọt cho cái khung gầm cũng như là cái sàn của chúng ta đó như những chiếc xe for mà bên tây đô chúng tôi mà khi mà các bác tài có đến có nói với chúng tôi là nếu mà không bịt lại như thế này đấy thì sẽ giống như những chiếc xe for đôi khi là cốp họ để đồ thôi đó thì là nước họ sẽ vào sẽ gây là hiện tượng mọt bên trong rất là nhiều nó gây ra khó chịu cho tất cả các quý bác tài và ngoài ra thì nó sẽ còn gây ra cả mùi mùi hôi đó và bây giờ thì tôi xin mời tất cả quý bác tài chúng ta hãy lên trên cái khoang ca hành khách để chúng ta có một sự trải nghiệm là sao là khi mà chúng ta chưa độ thì cái hệ thống ghế của nó sẽ như thế nào và chúng tôi đã lắp hệ thống bật ngả rồi thì nó nó độ ngả có nó được sâu không đó thì xin mời tất cả quý bác tài chúng ta hãy theo tôi để lên trên cái khoang hành khách để làm sao chúng ta cân đối được là hợp lý nhất để chúng ta làm đó nếu mà các bác tài nào chúng ta mà có điều kiện để kinh tế tốt hơn thì chúng ta sẽ độ luôn từ lúc đầu còn nếu mà không thì với một cái hệ thống ghế nguyên bản này nữa thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp đó thì chiếc bậc này là phiên bản đây chiếc bậc này là phiên bản đời 2021 này thì hiện tại thì chìa khóa tôi vẫn cầm ở đây và tôi không cắm lên vào cái hệ thống khóa thì chiếc bậc này nó sẽ không thọt đưa ra và thụt vào đó nhưng mà với cái phiên bản ngày trước ấy thì là khi chúng ta chỉ cần mở cửa thôi thì không cần cắm chìa khóa thì nó vẫn đưa ra và thụt vào nó sẽ gây ra bất tiện rất là nhiều đó nhưng mà bây giờ thì với cái phiên bản 2021 này, này ấy, thì là đã tích hợp sẵn vào rồi để chúng ta phải cắm chìa khóa vào thì chiếc bậc này nó mới được đưa ra thì bây giờ xin mời tất cả quý bác tài chúng ta hãy vào trong phần khoang này đây ở các quý bác tài chúng ta hãy vào đây đó đó đây là bên trong cái khoang hành khách mà chúng ta để nguyên bản và chúng ta thiết kế là 20 ghế nhé các quý bác tài đó chúng ta sẽ có như thế này đây là chiếc uh, chiếc bậc đây sẽ là chiếc cốp để chúng ta ngồi chúng ta ngồi vẫn rất là thoải mái có khi là cái độ ngả nó vẫn chưa có đâu đó nó chỉ có hơi ngả một chút thôi đó thì nó vẫn là thoải mái với các cái bác tài chúng ta ngồi đây khi xe sóc thì chúng ta vẫn khởi đầu chúng ta vẫn rất, rất, rất là thoải mái chúng ta sẽ không chạm được cái trần này đó và tôi hiện tại thì tôi cao đến gần một m tám nhưng mà tôi đứng trên một cái khoang này tôi cũng cực thế cực kỳ là hợp lý đó với hệ thống ghế, ghế nguyên bản đây các quý bác tài chúng ta thể nhìn đấy hệ thống da chất liệu da các chất liệu da cũng rất là tốt hệ thống mút bên trong nó sẽ không bị là thụt vào thụt lõm vào khi mà chúng ta ngồi quá lâu đó đây cũng là một cái đặc điểm rất là tốt và khi chúng ta độ ghế béo lên đấy thì như phiên bản trước của tôi thì chúng ta sẽ bỏ cái phần uh, lớp này đi chúng ta sẽ bọc vào đây là một hệ thống đệm mút khác và chúng ta sẽ may lại toàn bộ hệ thống da đó nhưng mà với anh khách này của tôi thì anh khách này anh sử dụng cho đến khi mà cái này nó hỏng đi nữa thì bắt đầu chúng ta mới thay lại hệ thống ghế đây nó một điều rất là hợp lý đó hệ thống đèn led mí nó sẽ giúp cho xe của chúng ta sáng hơn rất là nhiều nếu như có quý bác tài nào mà chúng ta muốn thiết kế nữa thì chúng ta sẽ đi một dây led ở đây nữa đó, chúng ta sẽ đi một dây led ở đây nữa thì nó cực kỳ là đẹp Hệ thống vách này cũng được làm bằng lẩy cực kỳ là cao cấp Nếu mà như Chủ như mà có rất nhiều các bác tài có nói với tôi là Chiếc xe này nó ồn Nhưng mà thực chất thì không phải vậy Rất nhiều các bác tài mà khi đến trực tiếp nãy thử xe thì cảm nhận Đầu tiên là về cái độ ồn trước Thì họ sẽ không cảm nhận được cái độ ồn khi mà chúng ta lên trên cái khoảng cách này Đó bởi vì sao Một cái động cơ 2.8 một cái động cơ 2.8 nó hơn hẳn nó hơn, hơn, hẳn rất nhiều so với các dòng xe khác trên thị trường nếu mà để nói nó không ồn thì không phải là đúng nhưng mà với cái độ ồn của nó cũng không quá là lớn không quá là khó chịu cho người đi đường thì chiếc xe gas này nó phục vụ rất là tốt cho cái hình phục vụ rất là tốt cho tất cả các quý bác tài ngoài ra thì với một cái hệ thống tiêu chuẩn động cơ chuẩn là cái hệ thống tiêu chuẩn khí thải Euro 5 chuẩn của châu Âu thì cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của nó nó rơi vào tầm 11 lít rưỡi cho đến 12 lít nếu mà chúng ta chạy các cái cung đường mà nó khó đi nó gồ ghề thì nó đôi khi nó có thể lên tận là, là 12 lít rưỡi đến 13 lít đó nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái khoang hành khách cực kỳ rộng rãi như thế này đó hệ thống khoang hành khách hệ thống ghế hệ thống ghế bật ngả vẫn được giữ giữ là 180 độ nhé đó rồi đó hiện tại này hiện ta nó vướng cái ghế sau đó vẫn rất là thoải mái và khi chúng ta ngồi thì chúng ta vẫn có thể ngồi thế này được chúng ta ngồi cực kỳ là thoải mái trên chiếc xe gác này đó và người ngồi đằng sau thì vẫn vẫn xuống được nữa vẫn cực kỳ là thoải mái đó hệ thống gương gương đây là một hệ thống gương là tượng trưng của một chiếc xe gắt nga rồi hệ thống gương bản lớn và chúng ta sẽ có một cái ô thay cửa ở đây nó giúp cho chúng ta lấy khí trời và ngoài ra mà khi hành khách nào chúng ta nôn thì chúng ta sẽ gói túi rác vào và đi qua những cái khu vực mà được vứt rác ấy, thì chúng ta vứt xuống đó đây là một cái cách cực kỳ là tuyệt vời khi đi chúng ta trên đi trên các cái cung đường mà gió tốt thì chúng ta có thể mở cái phần này ra để chúng ta lấy gió một cách cực kỳ là tốt hệ thống điều hòa của chiếc xe gắt này cũng rất là mát và rất nhiều các đại lý khi chúng ta mới lấy xe về thì chúng ta chưa biết cải biến lại hệ thống điều hòa này Thì là cái lượng gió cũng như là độ mát của cái điều hòa nó không được sâu Nhưng mà với, với cái bên Tây Đô chúng tôi ấy Thì chúng tôi sẽ thay lại hệ thống toàn bộ hệ thống ga là ga, đu đô, là ga đu bông của Mỹ Và ngoài ra chúng tôi sẽ cân chỉnh lại cái hệ thống nốc điều hòa Nó giúp cho cái lượng gió ra cũng như là cái lượng mát nó cực kỳ là sâu Các quý bác tài nào mà đã mua xe tại bên Tây Đô chúng tôi rồi Thì chắc chắn là các quý bác tài có thể biết Đó là cái hệ thống điều hòa nó mát rất là sâu đó nó rất là thoải mái cho tất cả các quý bác tài vì hệ thống điều hòa là là một cái gọi là giúp cho bác tài chúng ta thuận tiện nhất cho cái việc công tác kiếm tiền đó khi mà khách hàng của chúng ta lên trên xe mà thấy nóng thôi là đã không thích rồi đó về Việt Nam chúng ta là phải lạnh là phải mát đây là chiếc xe gác này nó có thể đáp ứng được hết tất cả các nhu cầu của các quý bác tài đó vâng và thì vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các quý bác tài biết là cái phiên bản mà chúng ta độ bình dân thôi Chúng ta chỉ thay đổi lại một chút về cái kết cấu của chiếc xe gas 20 chỗ này Thì nó sẽ có một cái khoang diện tích là như thế nào Chúng ta vẫn có cốp, chúng ta vẫn có hệ thống bật ngả và chúng ta vẫn ngồi được trên chiếc xe gác này Chúng ta vẫn có thể phục vụ được hành khách của chúng ta khi chúng ta chạy tuyến Còn khi chúng ta dạy du lịch thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải nâng cấp lên tân trang lại chiếc xe chiếc xe của mình để chúng ta có một cái chất lượng tốt nhất thì chúng ta mới có khách hàng được bởi vì là khách chạy tuyến nó rất là khác so với khách chạy du lịch khách chạy du lịch thì yêu cầu chúng ta là phải đẹp trước người việt nam chúng ta mà đẹp trước đó thì bên Tero chúng tôi vẫn sẵn lòng để chúng tôi ra một những cái phiên bản xích xe gas cực kỳ là đẹp mắt đó như cái phiên bản trước của tôi thì nào đó nào cả một cái tâm huyết đó chúng tôi làm việc với một cái tinh thần trách nhiệm cực kỳ là tốt với một cái thái độ rất là tốt nếu như tất cả các quý bác tài nào chúng ta có nhu cầu về những cái chiếc xe gas này bất cứ các loại nào từ 17 chỗ cho đến 20 chỗ hay là kể cả các cái dòng xe van thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số hotline mà tôi đặt dưới góc màn hình kia thì rất cảm ơn các quý bác tài đã theo dõi hết video của tôi ngày hôm nay thì cuối video thì xin chào và hẹn gặp lại các quý bác tài trong những video tiếp theo và hãy nhớ cho tôi một like một đăng ký kênh để tôi có động lực làm ra những video tiếp theo và giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm gát này để mang đến cái thương hiệu nga đi trên toàn đất nước việt nam xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý bác tài xin chào